lo cho con cái. Thầy thấy cái này là một cái đặc biệt của tất cả cha mẹ. Có những nhiều câu chuyện cảm động lắm các con ạ. Có ông bố người Trung Quốc đấy, con ông bị bệnh máu trắng, thì ông đi làm cái này này các con này, ông biết làm gì không con? Ông đi ra chỗ bến xe đấy, ông mặc cái áo, ông viết chữ lên người ông là bao cát thịt người, bao cát thịt người, để cho mọi người ai thích tập á, muốn đấm đá thì đấm ông cái, đấm ông cái là thì ông xin là được 10 đồng tiền Trung Quốc đấy. Ông để cái giỏ xin tiền ở phía trước, xin mọi người hãy đấm tôi là bao cát thịt người, và đấm tôi thì cho tôi xin 10 đồng. Thế thì cũng có người, cũng có thanh niên, người ta chơi, người ta nghịch, người ta đến, người ta đấm, người ta bỏ đấy 10 đồng. Và ông ngồi đấy, ông xin cả ngày. Về sau cũng có người họ tò mò hỏi ra, thì ông mới biết là ông có một cậu con trai, nó bị bệnh máu trắng. Bệnh máu trắng chữa rất nhiều tiền, nó mất phải đến 10 vạn nhân dân tệ. Rất nhiều tiền, tính ra là phải mấy tỷ vàng. Nhà ông làm gì đủ tiền? Ông chấp nhận mang cái xác của ông ra để cho người đánh đập, đấm đá để xin tiền chữa bệnh cho con. Đây là câu chuyện có thật các con ạ. Câu chuyện có thật, gọi là bao cát thịt người, gần đây thôi các con. Thế có người bố, con đi học không đủ tiền học phí, mình đạp xích lô không đủ tiền thì vào trong bệnh viện bán máu, bán máu của mình để lấy tiền nộp học phí cho con. Chuyện đấy đã xảy ra ở đâu, không ở đâu xa, ngay ở Uông Bí này thầy được biết. Vào bán máu, thỉnh thoảng chú lại đi bán máu vì đến kỳ nộp học phí của con mà là phải đi. Đạp xích lô thì ngày được ngày không, còn phải cơm ăn nước uống, nhiều cái chi phí, bán máu của mình để lấy tiền cho con đóng học. Đấy là chuyện thật các con ạ.